Rồi, chào mừng tất cả mọi người đến với kênh Công Cụ Nhật Giá Rẻ ha. Thì hôm nay mình giới thiệu một ít dao combo nữa ha. Này là toàn bộ combo ha. Thì cái hàng này là hàng mình chưa mài, chưa vệ sinh gì hết nha. Còn về các bạn phải mài là chứ thôi là sẽ không sử dụng được ha. Thì như mỗi khi hàng mình là chưa bao gồm phí vận chuyển ha. Mua hai mã thì mình bao phí vận chuyển. Bữa nay là video mình là video thứ 109 nha, 109. Rồi, mình sẽ giới thiệu combo đầu tiên ha. Để mình lấy cây bút lông nha. Mình chưa có đánh số, bây giờ mình phải lấy cái bút lông mình ghi ha. Rồi bây giờ đầu tiên là cái combo đầu tiên là combo này. Combo này thì như mỗi khi mình bán 500 nhưng mà combo này mình bán 560 nha, cũng 4 cây nha. Lý do là dao ba lớp nó nhiều và nó đẹp ha. Đây. Hai con ba lớp nha. Đầu tiên là con này ha. Con này là một con hai mặt chữ. Này là bông mai ha. Bông mai thì mọi người cũng rất hay sưu tầm ha. Cán gỗ nha. Con này thì chiều dài nó là 165 ha. Bản nó khoảng 42 ha. Dày khoảng trên 2 ly. 2 ly 3, 2 ly rưỡi gì đó. Con thứ hai là một con ba lớp luôn, ốp không rỉ lỗ carbon luôn. Con này thì chiều dài nó là 167 ha. Bản 45 ha. Vì cũng 2 ly, hơn 2 ly. Cây thứ 3 là cây đứt 2 người. Cái này thì chiều dài nó là 173, bản là 39, về khoảng 2 ly ha. Cây thứ tư là một cây đầu vuông. Trên này thì nguyên khối thôi ha. Chiều dài con này thì 16 đi ha. Bản là 5. Dày khoảng 2 ly. Rồi. 4 con 506 nha. Đây mình có 2 bộ thôi ha. Một là 9-1 ha. Một là 9-2, 506 luôn. Một con
con này đề ba một mặt tay phải nha, con này còn rất là mới. Cán nó không có gì hết nha. Thép không rỉ nguyên cây. Con thứ hai là một con Kia. Cán đẹp. Con này chiều dài nó là 17, bản là 43, dày khoảng ly 7. Mình đo con này luôn ha. Con này chiều dài là 15, bản 52, dày khoảng 4 ly, gần 4 ly. Rồi hai con thì con này là hai con cai, thì con này gần như mới nha. Con này thì ba lớp ốp không rỉ, lõi không rỉ, còn chữ nghĩa trên dao đầy đủ. Chiều dài là 180, bản 43, vậy khoảng 2 ly ha. Con này thì cán nhựa, dòng Moji là chữ đỏ, 3 lớp thép. Con Nakiri cũng vậy luôn ha, cũng Moji luôn. Chiều dài 16, bản 49, dày khoảng 18, 3 lớp ốp không rỉ, lõi không rỉ. Rồi 109 gạch 2 506, 109 gạch 3 là 500, có hai bộ 506 rồi. Hai bộ đầu tiên, đầu tiên một con cai 3 lớp. Con này thì nó hơi nứt chỗ này, ba lớp nè, cán bị nứt hơi, cái này mình chắc keo vô là dính. Chiều dài con này là 165, 166, bản là 47, về khoảng ly 8. Con thứ hai một con Nakiri. Con này không biết 3 lớp hay nguyên khối, nhìn thì giống 3 lớp ha. Chiều dài là 160, bản 47 nha, dày cũng khoảng 2 ly, cán gỗ. Con này thì cái chữ nó đây nè mà nó mất. Cái con này chữ in thì dễ bị bay. Con thứ ba là một con, nó có chữ mặt in xà băng á. Cái gỗ đẹp nha. Con của Kia, ô cổ mát ha. Thép molybdenum nguyên khối. Chiều dài con nữa là 175, bản 46, dày khoảng 2 ly ha. Có hồ lô chống dính đây ha. Con thứ tư là một con Kia đệ 3. Chiều dài 180, bản là 44, dày khoảng 4 ly ha. Cán gỗ nè.
Rồi. Bụng số 3 ha. 500. Số 4 500 luôn. Đầu tiên là một con nguyên khối. Cán gỗ. Chiều dài 180, bảng 45, dày khoảng ly gửi. Con thứ hai là một con cai 3 lớp cán gỗ. Cán này cán nhựa nha, cán nhựa phải cán gỗ. Chiều dài 167, bảng 47, dày 2 ly cán gỗ mà 3 lớp lên tới sống lưng. Cán nhựa nha, cán nhựa quên. Chỗ này nó hơi bị nứt nhẹ ha. Sáu bảy bảng 47 về 2 ly. Con thứ ba là một con không rỉ nguyên cây, chiều dài 180, bảng 44, đây là một con đực mộc hình người. Cán này hình như nhựa, chiều dài là 163, bảng 39, dày khoảng 2 ly ha. Rồi, bốn cây 500. Số 5. Bốn cây 500. Này chiều dài nó là 165, 163, bảng 44, dày khoảng ly 7, ly 6, ly 7 gì đó. Thứ hai là một con cai nguyên khối, chiều dài 168, bảng 47, dày khoảng ly 7. Con này đẹp nha, không có bị nứt cán. Con thứ ba, con này con đứt nè, chiều dài là 188, bảng 48, dày khoảng 2 ly gửi, không tới 2 ly gửi, đến này khoảng 2 ly 3. Con này đứt à. Cuối cùng con thứ tư, 3 lớp ốp không rỉ lõi carbon, chiều dài 13 năm, bảng 4, dày khoảng 2 ly.
cá gỗ nha. Rồi 4 cây 500. Số 6 500. Đầu tiên là một con không rỉ nguyên khối. Cán đúc liền. Sâu đúc liền cán. Cán nhựa nha. Chiều dài nó là 165. Bản 46, dày khoảng 2 ly. Con này thì chữ nó bị bay. Chữ nó bên đây. Mà nó bay luôn. Thứ hai là con ba lớp. Chiều dài 16-5. Bản 42. Dày khoảng 2 ly. Thứ ba là con đực. Chiều dài 17-6, bản 44, dày khoảng 2 ly. Thứ tư là một con cai 3 lớp. Ấp không rỉ, lỗi không rỉ. Chiều dài nó là, con này còn khá mới ha, chiều dài là 16-7, 167, bản là 47, dày 2 ly, nên tới sống lưng luôn, cán nhựa nha. Rồi 4 cây, có 2 cây 3 lớp ha. Một cây cán đúc. Năm trăm. Bảy. Đầu tiên là một con đực. Em quay đực ha. Chiều dài là 175. Bản 44, dày 2 ly. Thứ hai cũng một con đực. Đức này đức hay đức một hình người. Chiều dài lưỡi 178, 177. Bản 44, dày khoảng 2 ly. Thứ ba là con cai. Con này nguyên khối. Chiều dài lưỡi là 168. Bản 47. Dày khoảng ly 7. Cán nhựa nha. Thứ tư, một con
nguyên khối, khâu kim loại. Mình quay cũng tương đối kỹ, bạn xem cho nó dễ. Chiều dài con này là 168, bạn 48 luôn, dày khoảng ly 8. Rồi số 7 500, số 8 500, đầu tiên là một con nguyên khối, không rỉ, nguyên khối, dáng đẹp ha. Chiều dài 169, bạn 48, dày khoảng ly 7. Thứ hai một con nguyên khối của cai, chiều dài 168, bạn 47, dày khoảng ly 6, ly 7. Con này còn rất mới, chưa xài đem bỏ. Thứ ba là một con đực, chiều dài là 16178, bản 44, dày khoảng 2 ly. Cán đẹp nè. Thứ tư là một con đứt, con đứt này đứt là đứt hai người nè, đứt tem đỏ đó, chiều dài là 160, bản 38, con này dạng trung nha, dày khoảng 2.5 ly, ở 2.2 ly, con này kế nhựa. Số 9, đầu tiên là một con đực, đứt một hình người. Chiều dài 176, bản 43, dày 2 ly. Con thứ hai là một con cai, con này cũng mới nè, chiều dài 167, bản 47, dày khoảng ly 6, ly 7. Thứ ba cũng là một con cai luôn, cái bộ này cai quá trời cai luôn nha. Con này đẹp, khâu kim loại, chiều dài là 168, bản 48, dày 1.8 ly, 1.9 ly gì đó. Tiếp theo con cai nữa, cai này là chiều dài 143, bản 42, dày khoảng 1.9 ly, 1.8 ly, 1.9 ly. Con này cán gỗ, con này nguyên khối nha, ba con cai luôn, soạn sao mà hai ba con cai với con đít. Số 9 500, số 10,
hai con ha. Hai con này khá đẹp nha. Một con ba lớp ốp không rỉ, lõi carbon, con này full bản full nè. Chiều dài là 1.58. Bản 45. Dài khoảng 2 ly nha, 1.58 là 1.60 luôn đi. Đó. 1.58. Bản 45, dày khoảng 2 ly ha, cán đẹp. Cái lõi nó rất cao nè. Con thứ hai 1.60. Bản 45, gần 45. Vậy khoảng 2 ly. Con này là cai mà, cai lóc nè. Cai lóc cán còn khá mới. Chữ cai. Rồi con này thì 2 con 350 nha. Mình ghép bộ này còn có 2 con 350. Số 10 nha. Số 11 ha. Cái bộ 200 ha. Bắt đầu tới 200 mình quay nhanh đi ha. Khỏi đo đi. 11 12 13 14 16 17 18 Rồi số 11 ha. 203 con. Đầu tiên con này một con Kia ha. Bản chắc 43 46 47 gì vậy. Chiều dài thì 168. Con này cũng vậy luôn, chiều dài 168. Bản cũng 45 46 gì ha. Con này thì con này nó khả năng là 3 lớp nha. Biết mình có, mình không dám chắc nha. Cán nhựa nha. Con này là con Đức. Và cây 200. Mấy cây này thì nó hơi trầy hơn chút xíu ha. Số 12 ha. 3 cây 200 luôn. Con này thì 3 lớp mà nó hơi bị chạy ha. Con này mà con dao dài 145 thôi. Con này 145 bản khoảng 41-42 gì đó. Con này cũng khoảng 145 thôi. Bản khoảng 41-42 gì đó. Hai con này thì nó cỡ cỡ nhau. Rồi 3 cây 200. Số 13 vậy luôn, 200. Con này thì 3 lớp ốp không rỉ, lõi bán rỉ nứt cán ha. Con này dài 1.65 1.67 gì đó, bản lớn, bản này 46.
dày thì 2 ly. Một con Nakiri ha, dài cũng khoảng 1.60, bản 45-46. Một con Đức ha. Rồi 3 cây ha. Con này cay nha. 3 cây 200. Số 14 ha. 3 cây 200 luôn. Đầu tiên một con Nakiri ha. Dài khoảng 1.60, bản 45. Con này thì không có chữ, chốc chữ rồi. Con này dài chắc 1.65, bản 40 45 gì đó. 45 ạ. Mắc in giá bằng. Dài khoảng 1.60, bản cũng 45. Con này thì cái lưỡi nó là lưỡi cắt cái thịt đông nè, con này nè. Nó có răng răng răng. Cái đó mình xài bình thường thì mình mài ghét thì nó thành dao bình thường, bởi vì cái lưỡi nó rất là nhỏ. Số 14 nha, 200. Số 15. Đầu tiên là con 3 lớp. Mà nó không có chữ nha. Cái này nhìn thì giống 3 lớp chứ không phải 3 lớp nha. Mình không nói 3 lớp nha. Chiều dài 1.65, bản khoảng 45. Một con Kia số 3. Cán thì nó hơi bị xấu thôi, chứ con này rất đẹp nha. Con này già đã bóng lắm. Chiều dài nó khoảng 1.80, bản chắc cũng 40, dày khoảng 2 ly. Tiếp theo là con Đức một hình người ha. Rồi. 200, số 15. Sáu 200. Đầu tiên cây này thì chiều dài 1.65, không biết có 3 lớp hay không ha. Bản thì khoảng 46-47 gì đó. Con này là chiều dài 1.80, bản khoảng 40. Con này cay, chiều dài 1.45, bản 42-43 vậy đó. Khâu kim loại nha. Rồi số 16. 200. Số 17. 200. Con này cũng cay nha. Chiều dài 1.65, bản cũng khoảng 45. Con này thì chữ quay rồi. Ba lớp ông không thì không biết ha. Chiều dài 1.65, bản 45-46. Cán gỗ ha. Con này thì một con đề ba mini, nhìn xinh xinh dễ thương, chiều dài khoảng 10
bạn chắc khoảng 41, 42 gì đó. Cán gỗ nè. Khâu này thì nhúng nước thì nó nở ra ha. Này là nguyên khối nha. Rồi số 17, 200. Số 18 là combo cuối cùng ha. 200 luôn. Con này thì chiều dài nó là 160, con này 170 ạ. Cán đẹp nha. Con này cán đẹp. Thứ hai là con cai nhỏ. Con này thì 145 thôi, bản chất 42, 43 gì. Thứ ba là một con cai, mà cai vỏ sò. Con này thì nó hơi mòn ha. Khâu kim loại. Rồi. Ba cây 200. Rồi, mọi người chốt mã nào thì nhắn tin gọi điện thoại mình ha, 0937819119 ha. Hôm nay mình có 18 mã thôi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nha.